Chào các bạn, khi hỏi về công việc hoặc là nghề nghiệp của một người đó mình rất dễ mắc sai lầm bằng cách hỏi một câu là what are you doing? What are you doing? Cái đó là cách hỏi sai lầm các bạn nha. Và cái cách thứ hai này là cách hỏi rất phổ biến nhưng mà người bản xứ đó, người Mỹ bản xứ lại khuyên mình đó à, hạn chế dùng cái câu này what's your job? What's your job? mình học tiếng anh từ trước đến giờ mình xem như cái câu đó là câu cửa miệng trong cái việc hỏi là bạn làm gì đúng không các bạn tuy nhiên đó người ta khuyên mình đừng có hỏi cái câu như thế bởi vì câu như thế đó một á, là nó hơi bất lịch sự tại vì nó quá thẳng thừng cái thứ hai đó cái thứ hai đó là nó nghe không có tự nhiên chút nào không tự nhiên chút nào như vậy thì hai cái cách what are you doing hoặc là what your job what is your job là những cái câu người ta khuyên mình đừng làm đặc biệt là câu what are you doing là câu sai bét ha còn what uh, what's your job là cái câu người ta khuyên mình hạn chế dùng, hạn chế dùng nha Rồi trong cái tình huống mình học tiếng Anh, người thầy cô cứ dạy mình cái đó hoài đó, thì mình hiểu cái đó Nhưng mà nó không có tự nhiên và nó hơi bất lịch sự bởi vì nó quá thẳng thừng các bạn Như vậy thì mình sẽ thay thế bằng những cách gì? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn Thật ra đó các bạn, trong cái bài này mình có đến 27 câu lệnh và trong đó có nhiều cách hỏi và nhiều cách trả lời trong nhiều tình huống khác nhau chứ không phải là mình trả lời là i am ở gì đó cái mình nghĩ các bạn ha đôi khi mình đâu có làm việc cho công ty đôi khi mình làm việc riêng của mình đôi khi mình tự khởi nghiệp đôi khi mình làm việc tự do rồi có nhiều cách để mình trả lời hôm nay mình sẽ nghiên cứu nha các bạn bây giờ vào cách đầu tiên đây nè các bạn đây là cái câu mà người ta khuyên mình thay thế mình nghe trước What do you do for a living? Nghe lại các bạn. What do you do for a living? What do you do? What do you do for a living? For a living. Cái câu này là câu đầy đủ các bạn. Thật ra khi mình gặp một người đó để mình hỏi tự nhiên nhất là họ làm gì? Họ làm gì ha? Thì mình dừng lại ở chỗ what do you do? What do you do nha các bạn? Chứ đừng có hỏi what are you doing? Ha. Và what do you do này đó là bạn làm nghề gì, bạn làm nghề gì mình tránh cái việc là à, việc làm của bạn là gì nó what's your job, what's your job người ta khuyên mình tránh cái câu đó dĩ nhiên là khi tôi khuyên vậy cái nó xảy ra nhiều cái tranh cãi ha cho nên là nếu các bạn muốn kết luận cái gì đó don't jump to conclusions đừng có kết luận vội vã các bạn đi research thử xem tại sao người ta lại khuyên mình đừng dùng cái câu what's your job mà người ta khuyên mình là nên hỏi câu what do you do và nếu cái câu được đầy đủ là for a living à, nhưng mà dừng lại ở chỗ what do you do là được rồi ha là bạn làm nghề gì what do you do for a living rồi để xem coi người ta trả lời làm sao cho câu này các bạn ha có không phải là những câu trả lời cho cái câu này đó là cái câu tiêu biểu uh, trả lời cho câu hỏi này đâu nhưng mà ý tôi đó là có nhiều cách trả lời lắm và để tôi giới thiệu cho các bạn I'm in the fashion business À, là tôi uh, làm trong ngành thời trang. Tôi làm trong ngành thời trang. I'm in the fashion business. I'm in the fashion business. Fashion. Fashion. à fa fashion. Fashion. À, có một vài nghệ sĩ đọc là fashion thấy chữ a cái bắt đầu đọc là fashion không đúng nha mà là fashion. 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 I'm in the fashion business. I'm in the fashion business. Là tôi làm trong ngành thời trang. Ô bạn làm nghề gì? Cái mình nói tôi làm trong ngành thời trang. Người ta giới thiệu như thế thôi các bạn là cũng được rồi ha. Không cần giới thiệu chức vụ của mình đâu mà đây là một cách giới thiệu nha. I'm in the fashion business. Rồi, tiếp theo. I work in the fashion industry. Một cách nói khác của I'm in the fashion business là I work in the fashion industry. Hồi nãy là dùng động từ to be, I am in, ha, to be. Còn này là I work, dùng động từ work. I work in the fashion industry. Tôi làm việc trong lĩnh vực thời trang. Hồi nãy là trong ngành thời trang, fashion business, ha, là trong ngành thời trang, kinh doanh thời trang. Còn này là fashion industry, là trong lĩnh vực À, thời trang cũng vậy thôi các bạn hai câu nghĩa tương đương nha yeah. I work in the fashion industry I work in sales I work in sales sales từ này đọc là e c sale âm l đó sale sale tới âm giờ sales 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 đừng đọc là sell 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 là âm e rồi giống như sell là động từ bán hàng hơn còn này là sale, sales sales I work in sales I work in sales ha tôi làm việc um, tôi làm công việc bán hàng đó là những cách trả lời như vậy đó các bạn đôi khi không cần thiết phải nói là I'm a teacher à, hay là gì ha mà có những cách trả lời nó khác rồi I work in sales I work in education. Yeah, I work in education. Mình đôi khi mình không đơn thuần là một giáo viên đâu mà mình làm trong cái ngành giáo dục. Mình làm trong ngành giáo dục, trong ngành có nghĩa là mình làm những thứ liên quan đến ngành giáo dục đó thì mình nói là I work in education. À, ví dụ như tôi làm uh, trong cái lĩnh vực đào tạo online thì lúc này đó tôi cũng có thể nói I work in education. À, không cần nói làm việc cho ai cả, mình nói mình làm việc trong ngành gì thôi. hồi nãy giờ mình toàn là nói mình làm việc trong ngành đó các bạn. I work in education, edu, edu, d, d, education, 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 tiếng Anh hình như là edu, education, còn tiếng Mỹ là education, 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 education. I work in education. I work in education. I'm a marketing assistant at Circle T. I, I'm a marketing assistant. I'm a marketing assistant. Tôi là trợ lý tiếp thị. Tôi là trợ lý tiếp thị at Circle T. Tại cái công ty Circle T. Tại Circle T. Giả, giả sử như là Circle T ha. Là một cái thương hiệu mà ai cũng biết. Circle T dĩ nhiên là các bạn biết Circle K rồi ha, giờ có Circle T I'm a marketing assistant at Circle T tôi là trợ lý tiếp thị tại Circle T ha đây là một cách trả lời nếu như cái thương hiệu đó, đó là cái thương hiệu lớn nói ra thì ai cũng biết ha thì mình nói như thế còn á mình nói I'm a marketing at uh, NMC gì đó company thì cái NMC company không ai biết đó là công ty gì đâu mà nếu không biết là công ty gì thì đừng có nói cái vế at ở phía sau làm gì tại vì không ai biết các bạn ha rồi I'm a marketing assistant at Circle T. I'm a market research analyst and I work for Circle T. rồi hồi nãy nói là at Circle T thì bây giờ đó là thêm cái một cái vế nói đầy đủ là and I work for Circle T ha and I work for Circle T như tôi lưu ý với các bạn lúc nãy đó là nếu Circle T là một thương hiệu ai cũng biết thì mình đề cập đến ha đề cập đến cho nó sang ha, tại vì cái thương hiệu đó mà mình nói mình làm việc cho nó thì người ta cảm thấy là ok mình hay quá hay là người ta cũng biết cái thông tin đó để mọi người cùng nắm còn nếu cái công ty mà không ai biết đó là ai công ty rất nhỏ à, mà công ty đặc biệt là viết tắt của từ này từ nọ nữa thì lúc đó nó khỏi nói luôn các bạn ha, chỉ cần nói phía trước thôi I'm a market research analyst tôi là à, chuyên gia phân tích nghiên cứu thị trường chuyên gia phân tích là một analyst nghiên cứu thị trường ha, rồi nói như thế này người ta biết cái nghề nghiệp của mình là được rồi khỏi nói làm việc cho ai hết nếu như thương hiệu của mình không lớn nha các bạn. I work as a marketing manager. Dạ, ở đây cái vị trí của mình lớn thì mình nói cái vị trí lớn đó cũng được. Còn ở công ty nào, có khi công ty đó nó nhỏ thôi thì cũng không cần phải đề cập đến, tại vì thương hiệu nhỏ giống như tôi nói với các bạn rồi nói ra cũng không ai biết, cho nên đừng đề cập. Nếu nói người ta biết thì đề cập đến, còn nếu không thì phải giải thích nhiều lắm. Còn nếu các bạn không muốn nói cụ thể làm việc ở với vị trí gì cho công ty nào bởi vì nó nhỏ quá nhiều khi mình cũng không đề cập được hay là mình không muốn đề cập thì mình nói là tôi làm việc trong ngành gì đó như là những câu trước đây vậy đó ha. I work as a, I work as a ha. Đây là một cách nói. I work as a marketing manager. Tôi làm việc như là một cái nhà quản lý marketing. I work as a marketing manager. Where do you work? Rồi, đây là một câu hỏi tiếp theo Where do you work? Dĩ nhiên là trong một cái business networking đó các bạn Một cái buổi mà giao lưu về kinh doanh đó Thì người ta sẽ hỏi ngay là Where do you work? Where do you work? Hay là hỏi what do you do trước rồi Where do you work? À, bạn làm việc ở đâu? À, đây cũng là một cách hỏi à, Mình chỉ cần tránh hỏi cái what's your job thôi Nha các bạn ha Where do you work? I work in New York. Đây là một cách trả lời nha các bạn. Đây là một cách trả lời tôi làm việc ở New York là mình lấy cái địa điểm. Nếu như mình không có người ta cũng không biết mình ở đâu. Người ta hỏi mình làm việc ở đâu thì mình nói mình ở New York giống như là trong một cái buổi business networking các bạn một cái buổi giao lưu về kinh doanh đó nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau thì người ta hỏi where do you work mà mình không có đề cập đến cái thương hiệu của mình được bởi vì nó xa quá thì lúc này mình nói cái địa danh cũng được I work in New York I work in New York tôi làm việc ở New York ha yeah. thì như vậy cũng được ha là một cách để trả lời nha các bạn I work at home in London I work at home in London à, Where do you work? I work at home in London. Tại không không tiện đề cập đến vị trí hay thương hiệu. Vị trí có nghĩa là cái nghề nghiệp của mình đó các bạn hay là thương hiệu của công ty mình bởi vì nó nhỏ chẳng hạn. Thì lúc này mình có thể nói uh, cái cách làm như thế này. I work at home in London. I work in New York. Ha các bạn ha. I work at home in London. I work for Circle T in San Francisco. I'm a programmer rồi nếu mình muốn nói cụ thể với điều kiện ha uh, um, uh, circle t là một cái thương hiệu lớn ai cũng biết thì mình nói là i work for circle t Chứ mình đừng có nói là i work for nmt nmt là cái công ty mà viết tắt của ba cái người nào đó mà thương hiệu rất là nhỏ mà không ai biết đến hay là công ty mới vừa mở chẳng hạn mình đừng nói là i work for nmt cái người ta hỏi nmt là cái gì cái lại khổ nhưng mà circle t giả dụ như là nó là cái thương hiệu lớn toàn cầu thì i work for circle t thì lúc này đó là ổn đúng không là ổn ai cũng biết người ta ờ Ồ oh, bạn làm việc cho Circle T à? Tại người ta biết rồi thì mình đề cập. I work for Circle T in San Francisco. Mình giới thiệu cái nơi mình đến luôn. I'm a programmer. Tôi là một lập trình viên, giới thiệu nghề nghiệp của mình luôn ha. Thì cái cách này là cách giới thiệu đầy đủ và rõ ràng nhất các bạn để mất công người ta hỏi lại là what exactly do you do in your company ha, rồi. I work in a hospital. I work in a hospital. Nếu đề cập đến một bệnh viện đó là cái nơi mà người ta hiểu là cái business của nó là cái gì thì lúc này đó mình đề cập đến được như là một bệnh viện thì ai cũng biết nó làm cái gì. À, là đề cập đến là biết I work in a hospital. I work in a hospital hay I work as a doctor. I work as a doctor. I work as a nurse in a hospital trong một bệnh viện. I work in a hospital là một cách trả lời ha. I work in a hospital. Đài tiếp theo. I work at a local store. Ừ. At a local store, tôi làm việc tại một cái cửa hàng của địa phương, ha, một cửa hàng địa phương. Nói như vậy, người ta cũng hình dung được rồi. À, tôi làm việc ở một cái siêu thị nhỏ ở địa phương, thì đó nói như vậy người ta cũng hiểu các bạn trong tiếng việt người ta hiểu thì trong tiếng anh người ta cũng hiểu thôi à à thế à bạn làm việc tại một cửa hàng của địa phương à i work at a local store à, là một cách trả lời chấp nhận được nha các bạn ha and what do you do at circle t what do you do at circle t người bạn nói là i work for circle t hay là i work for microsoft I work for Apple ví dụ như thế ha thì lúc đó đó người ta thấy hay rồi, người ta thấy bạn làm việc cho một thương hiệu lớn rồi thì người ta muốn hỏi thêm and what do you do at Circle T? Tại vì lúc đó bạn chưa có giới thiệu cái nghề nghiệp của mình, giới thiệu nghề nghiệp như là I'm a marketing manager hay là I'm a programmer. À thì lúc đó người ta sẽ hỏi thêm and what do you do at Circle T? What do you do exactly at Circle T? Bạn chính xác là bạn làm gì ở trong đó. Thêm cái chữ exactly thì nó hơi nặng quá. Bỏ nó ra cũng được and what do you do at Circle T? Và bạn làm cái nghề nghiệp của bạn là gì ở trong Circle T? Chính xác là bạn làm gì trong Circle T ha? Yeah, đó là một cách hỏi thêm. And what do you do at Circle T? Tiếp theo các bạn. I'm a web developer. I'm a web developer. Web developer là một chức danh đó là một cái người phát triển web. Có nghĩa là thiết kế trang web, lập trình cho trang web đó các bạn gọi chung là web developer. Ha, hay là uh, người ta có thể gọi là programmer cũng được thôi ha. Còn này là web developer. I'm a web developer. I'm a web developer. I work there as a marketing analyst. I work there. As a marketing analyst, analyst, nhà phân tích tiếp thị, người phân tích uh, tiếp thị, phân tích về những cái thông tin tiếp thị khách hàng là ai, khách hàng đến từ đâu, rồi này kia gì đó. I work there, hay là I work, a, I work as a, I work as a, I work as a doctor, I work as a nurse, I work as a marketing analyst, I work as a programmer. Thêm chữ there vào để nói tôi làm việc ở đó, hai các bạn ha. I work there as a marketing analyst. I work there as a marketing analyst. I'm doing an internship in the marketing department. Yeah. Uh, to do an internship. Intern, intern, turn, or er, turn, turn, intern, internship. internship, to do an internship là thực tập đó các bạn, có nghĩa là khi mình học trong một cái trường đại học ha hay là một cái trường nghề rồi sau đó đó người ta gửi mình đi đến công ty để thực tập, thực tập để gì? Để biết môi trường thực tế nó làm việc ra như thế nào so với lại những cái lý thuyết mình học ở trong trường, à, những cái kiến thức kỹ năng mình đem ra ngoài mình áp dụng được hay không thì cái quá trình đó đó, cái thời gian đó đó gọi là internship, internship, thực tập ha. Rồi, I'm doing an internship ừ. và tôi um, đang đi thực tập in the marketing department uh, trong bộ phận tiếp thị. Ừ. I'm doing an internship in the marketing department. Rồi tiếp theo. Who do you work for? Who do you work for? Who do you work for? Đây cũng là một cách hỏi các bạn. Who do you work for? Bạn làm việc cho ai? Thì lúc này mình có thể nói là mình làm việc cho một công ty nào đó hay là có khi là mình nói mình không làm việc cho ai cả ha. Xem coi cách trả lời làm sao. I work for a company that produces oral care products. Rồi, đối với những cái công ty mà không có cái thương hiệu đó các bạn hoặc là cái thương hiệu quá nhỏ không ai biết đó, thì lúc này mình nói về tính chất ngành nghề của nó cũng rất hay ha đặc biệt là ở Việt Nam mình đó mình làm việc cho những cái công ty mà nó quá nhỏ đi mình nói tên của nó thì cũng không ai biết mình nói nói chung là mình đề cập đến nó thì không ai biết nhưng mà mình nói nó đang làm cái gì thì lúc đó đó người ta biết là mình đang làm À, cái nghề đó à, tại cái công ty đó nó cũng chuyên về cái gì đó thì nó rất hay ha I work for a company tôi làm việc cho một cái công ty mà mà that ha, mệnh đề quan hệ that produces oral care products mà à, nó sản xuất cái um, sản phẩm chăm sóc răng miệng tôi làm việc cho một cái công ty sản xuất các cái sản phẩm uh, chăm sóc răng miệng Yeah. Nếu các bạn nói các bạn làm việc cho Oral-B hay làm việc cho Colgate hay là gì đó thì chắc chắn người ta sẽ biết luôn nhưng mà nếu những công ty nhỏ hơn mà không ai biết thương hiệu của nó nó mới ra chẳng hạn thì lúc này mình nói theo kiểu này I work for a company that that là bắt đầu cái mệnh đề quan hệ that yeah. rồi mệnh đề quan hệ phía sau cái công ty mà như thế nào đó thì nguyên cái cụm này, này nó giải thích cho cái công ty này nha yeah, các bạn I work for a company that produces oral care products. Tiếp theo. I work for a French wine producer. Ha, dĩ nhiên là cái thương hiệu mà sản xuất rượu của Pháp đó các bạn, rượu quan Pháp ha, thì các bạn cũng không thể tưởng tượng là nó có khoảng vài trăm thương hiệu đâu nó có vài trăm thương hiệu thì khi mình uống rượu cái mình nói mình uống rượu bọt đô gì đó thì người ta biết cái thương hiệu đấy nhưng mà những cái thương hiệu khác thì làm sao mình biết được ha mà mình không sành rượu nữa cho nên là nói ra thì người ta không biết thì mình giới thiệu kiểu này nó hay hơn I work for a French wine producer là tôi làm việc cho một nhà sản xuất rượu vang Pháp một nhà sản xuất rượu vang Pháp thì lúc đó người ta hỏi thương hiệu của bạn là gì thì lúc đó mình trả lời sau ha còn mình giới thiệu như thế này là được rồi Uh, còn lúc đó mình giới thiệu cái thương hiệu mình cái người ta lại chê bai thương hiệu lớn hay nhỏ hay là gì đó mất công. Nha, à, nói như thế này là gọn nhất. Còn người ta muốn hỏi thương hiệu là gì thì mình nói thêm nữa thì lúc đó nó lại hay hơn. I work for a French wine producer. I don't work for a company. I'm self-employed. Tôi không làm việc cho công ty nào cả. I don't work for a company. I'm self-employed. I'm self-employed là tôi tự doanh. Tự doanh có nghĩa là tự kinh doanh đó các bạn. Tự kinh doanh là self-employed là mình tự tuyển mình là mình làm việc cho công ty của mình gọi là to be self-employed. I don't work for a company. Tôi không làm việc cho công ty. I'm self-employed. Self, self, em, self, em, self, self-employed, employed, self-employed. Self tôi tự doanh. I don't work for a company. I'm self-employed. I do freelance work. I do freelance work. Đây là một cách dùng khác của cái cách nói là I'm a freelancer. 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 I do freelance work. I do freelance work. Là tôi làm việc tự do. Tự do có nghĩa là ai giao cho mình cái gì mình làm cái nấy miễn là trong cái chuyên môn của mình. Thay vì... Um, th mình làm việc freelance đó các bạn Là một người làm việc tự do Nghĩa là sao? Nghĩa là mình nhận công việc từ rất nhiều công ty khác nhau Thay vì là mình làm cho một ông chủ Thì lúc này mình làm việc cho nhiều ông chủ hơn Mình nhận hợp đồng ha Như thế này mình cũng không thoát khỏi cái việc là giao việc Và hạn chót đâu ha Nhưng mà tự do hơn có nghĩa là ngồi ở nhà Và nhận hợp đồng từ nhiều nơi khác nhau yeah. Nhận hợp đồng theo kiểu là Người ta giao việc cho mình như một nhân viên tự do đó các bạn ha gọi là freelancer freelancer thêm er vào ở đây freelancer freelancer I do freelance work I own my own business I own my own business I own my own business là tôi sở hữu doanh nghiệp riêng của tôi tôi sở hữu doanh nghiệp riêng của tôi my own business là doanh nghiệp riêng của tôi đây là tính từ ha, còn này động từ nha các bạn. I own là tôi sở hữu, là tôi có đó, sở hữu đó. Tôi có công ty riêng của tôi ha. Tính từ nó có nghĩa là riêng của riêng, còn này động từ là sở hữu là có. Tôi có công ty riêng của tôi nha các bạn. I own my own business. Tiếp theo. What kind of work do you do? Đây là một câu hỏi nữa hay thay vì người ta hỏi what do you do at Circle T là ở Circle T thì bạn làm gì là người ta hỏi cái công việc mình làm trong Circle T. Còn nếu các bạn à, nói đến cái việc tự doanh á thì người ta hỏi là what kind of work do you do? What kind of work do you do? À, hay là bạn là freelancer thì người ta cũng hỏi câu này. Hoặc là bạn làm việc cho công ty người ta hỏi câu này cũng được ha. Rồi nhưng mà đây là một cách hỏi là bạn làm cái việc gì chính xác là việc gì? What kind of work do you do? What kind of work do you do? Rồi, tiếp theo các bạn. I help acquire customers for my company. Rồi, I help, help do something là giúp, giúp làm cái gì đó. I help acquire là tôi giúp tìm kiếm. Acquire customers là tìm kiếm khách hàng đó các bạn. À, làm sao để tìm kiếm được là mình acquire được. Acquire acquire a, acquire 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 giống như cái từ có 3 âm tiết ha I help acquire customers for my company. Tôi giúp tìm kiếm khách hàng cho công ty của tôi. À, là dĩ nhiên là làm marketing rồi đó. I help acquire customers for my company. Đó. I help acquire customers for my company. Câu cuối cùng các bạn I help companies sell their products and services. I help companies sell their products and services. I help companies. Tôi giúp đỡ cho các công ty. Hồi nãy là I help acquire customers for my company. Là là lúc đó là làm việc cho một công ty thôi, là tôi giúp tìm kiếm khách hàng cho công ty của tôi. Còn này I help companies. Tôi giúp cho các công ty là làm việc tự do đó các bạn. I help companies sell Uh, help uh, someone do something. Uh, giúp cho ai làm cái gì đó. Sell their products and services. Tôi giúp cho các công ty bán bán được sản phẩm và dịch vụ của họ, bán sản phẩm và dịch vụ của họ, cũng là làm marketing đó các bạn ha, nhưng mà lúc này làm freelancer Yeah. I help companies sell their products and services. Rồi đó các bạn, mình trải qua 27 câu trong đó có năm sáu cái cách hỏi à, rất cụ thể về cái nghề nghiệp và việc làm ha và tôi hy vọng là các bạn phải vận dụng được vài cách hỏi như thế à, trong thực tế cuộc sống hàng ngày và có rất nhiều các cách trả lời khác nhau mà không nhất thiết phải nói là I am a doctor câu đó quá đơn giản quá cơ bản và các bạn nhớ là tránh hỏi ở cái thì tiếp diễn what are you doing? Tại sao? Tại vì what are you doing là hỏi hiện thời bạn đang làm cái gì đó. I am reading a newspaper. Tôi đang đọc một tờ báo. I am reading a book. Khi tôi nói tôi đang đọc một quyển sách thì nó có phải nghề nghiệp của tôi không các bạn không? Không không. I am a teacher but right now I am reading a book. À, tôi là giáo viên nhưng hiện giờ tôi đang đọc một quyển sách thì lúc đó hỏi What are you doing là hỏi bạn đang làm gì đó tại thời điểm hiện tại à, còn hỏi là What's your job là cái nghề nghiệp của cái cái job của bạn là cái gì đã hỏi chính xác cái job của bạn là gì cho nên khi hỏi như thế nó quá trời uh, direct cho nên nó là impolite a little bit impolite và hơi bất lịch sự và khi hỏi như thế nó không có natural nó không có tự nhiên như trong đời sống hàng ngày hỏi bạn làm nghề gì hay hơn nhiều so với what's your job nha nhớ hỏi what do you do tuy nhiên đó nếu các bạn muốn tranh cãi về cái này research cái việc là tại sao không nên hỏi what do you do thì các bạn sẽ đọc được nhiều thứ trong đó ha chứ đừng có jump to conclusions quá nhanh nhảo trong cái việc nhảy đến kết luận ai đó sai ai đó đúng như các bạn ha. Rồi, nếu các bạn thích cái bài giảng này các bạn bấm vào nút like nha hay là để lại comment cho tôi nếu các bạn có um, những cái ý kiến gì đó. Và nếu các bạn đang xem mà chưa đăng ký vào kênh bấm vào nút đăng ký hoặc là subscribe vào kênh của tôi là Thắng Phạm các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn nghe từ đầu đến cuối để luyện nghe. What do you do for a living? What do you do for a living? Bạn làm nghề gì? I'm in the fashion business. I'm in the fashion business. Tôi làm trong ngành thời trang. I work in the fashion industry. I work in the fashion industry. Tôi làm việc trong lĩnh vực thời trang. I work in sales. I work in sales. Tôi làm công việc bán hàng. I work in education. I work in education. Tôi làm việc trong lĩnh vực giáo dục. I'm a marketing assistant at Circle T i'm a marketing assistant at circle t. Tôi là trợ lý tiếp thị tại circle t i'm a market research analyst and i work for circle t i'm a market research analyst and i work for circle t Tôi là một nhà phân tích nghiên cứu thị trường và tôi làm việc cho Circle T. I work as a marketing manager. I work as a marketing manager. Tôi là một giám đốc tiếp thị. Where do you work? Where do you work? Bạn làm việc ở đâu? I work in New York. I work in New York. Tôi làm việc ở New York. I work at home in London. I work at home in London. Tôi làm việc tại nhà ở London. I work for Circle T in San Francisco. I'm a programmer. I work for Circle T in San Francisco. I'm a programmer. Tôi làm Circle T ở San Francisco. Tôi là một I work in a hospital. I work in a hospital. Tôi làm việc ở bên bìng. I work at a local store. I work at a local store. Tôi làm việc tại một cửa hàng địa phương. And what do you do at Circle T? And what do you do at Circle T? và bạn làm gì ở Circle T? I'm a web developer. I'm a web developer. Tôi là một lập trình web. I work there as a marketing analyst. I work there as a marketing analyst. Tôi làm việc ở đó với tư cách là một nhà phân tích tiếp thị. I'm doing an internship in the marketing department. I'm doing an internship in the marketing department. Tôi đang thực tập ở bộ phận marketing. Who do you work for? Who do you work for? Bạn làm việc cho ai? I work for a company that produces oral care products. I work for a company that produces oral care products. I work for a French wine producer. I work for a French wine producer. Tôi làm việc cho một nhà sản xuất rượu của Pháp. I don't work for a company. I'm self-employed. I don't work for a company. I'm self-employed. Tôi không làm việc cho công ty. Tôi tự doanh. I do freelance work. I do freelance work. Tôi làm việc tự do. I own my own business. I own my own business. Tôi sở hữu doanh nghiệp của tôi. What kind of work do you do? What kind of work do you do? Bạn làm loại công việc gì? I help acquire customers for my company. I help acquire customers for my company. Tôi giúp tìm kiếm khách hàng cho công ty của tôi. I help companies sell their products and services. I help companies sell their products and services. Tôi giúp các công ty bán sản phẩm và dịch vụ của họ.